Sáng ngày 2 tháng 10, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao vượt báo động 3 trong ngày thứ tư liên tiếp. Nước tràn vào hàng chục con đường, hẻm khiến hàng trăm người dân và học sinh tại thành phố Cần Thơ chật vật đi lại trong ngày đầu tuần. Cụ thể, mực nước ghi nhận đạt 2,12m, vượt báo động 3 là 0,12m. Đường Cách Mạng Tháng 8, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Huỳnh Cương thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng do nằm cặp các tuyến sông. Hàng chục nhà dân phải kê vật chắn nước, tấn bao cát trước cửa để nước không tràn vào nhà. Trong khi đó, một số trường học đã dời lịch học đầu tuần từ 6:45 đến 7:45 nhưng do nước rút chậm nên một số học sinh bị ảnh hưởng khi đến trường. Trong những ngày qua, nhiều người bán buôn tại quận Ninh Kiều đã nghỉ bán vào buổi sáng, chiều tối do triều cường dâng cao.